Xin chào các bạn, mình xin tự giới thiệu mình là Sam Trần. Trước khi đi bắt đầu đoạn video này thì các bạn cho Sam xin uống riêng cô đô một tí nha. Đây giờ chúng ta các bạn chắc hẳn rất là thắc mắc, đây là cái gì, đây là cái viên thuốc gì và nó như thế nào, mà tại sao khi mới mở đầu video thì Sam đã lấy ra và Sam đã bắt đầu uống rồi. Đây, trước khi chia sẻ thì Sam sẽ uống trước đó, các bạn có thể thấy là cái này nó có nhiều lợi ích và công dụng như thế nào nha. Rồi sao, các bạn thấy không, uống thì cũng phải có phong cách, phải có kèm thêm cái ly cô đô thêm mới được nè. Rồi sau khi uống xong thì Sam sẽ chia sẻ cái viên uống này thì nó có lợi ích như thế nào nha. Thiệt sự nói về cái lợi ích của viên uống cô đô thảo mộc này thì Sam có thể nói Sam không thể liệt kê ra hết được bao nhiêu cái lợi ích được, tại vì thiệt sự nó có rất là nhiều vô vàn cái lợi ích, đặc biệt là dành cho phụ nữ của chúng ta. Phụ nữ chúng ta nha, chị em biết sao không ạ? Tại vì phụ nữ của chúng ta thay đổi nội tiết tố rất là thường xuyên, gọi là do là có thể là do sau khi sinh hoặc là do quá trình lão hóa của chúng ta, và đặc biệt là về cơ thể của chúng ta nó có một cái gọi là đau bụng kinh hàng tháng, gọi là không phải có đau bụng kinh mà là gọi là tới tháng, thường thường hàng tháng chúng ta phải trải qua một cái giai đoạn gọi là thực thi nhiệm vụ vậy đó. Mỗi tháng thì mỗi người sẽ có mỗi cái trải nghiệm khác nhau, có thể có những người sẽ qua 3 ngày rất là nhẹ nhàng, 4 ngày rất là đơn giản bình thường, và có người thì sẽ trải qua một cái giai đoạn gọi là cực kỳ của khó khăn của tháng, nó sẽ đau bụng rất là âm ỉ, rất là khó chịu, rất là bí bách, nó đau quằn quại, nó đau khổ sở, nói chung là nó đau vô cùng. Và những người đã trải qua những giai đoạn đó đều có một cảm giác khi sợ tới tháng. Cái đó là một cái thiên chức, một cái gọi là của phụ nữ của chúng ta, mà đàn ông không bao giờ có, đúng không ạ? Chỉ có tội nội tiết tố phụ nữ của chúng ta nó sẽ sản sinh ra và nó sẽ làm cho mỗi tháng chúng ta đến giai đoạn đó thôi. Thì hôm nay Sanh sẽ tư vấn cho các bạn là tại sao hồi nãy Sanh uống viên thuốc đó, tại vì Sanh cũng là một người từng trải qua cái cảm giác đau bụng kinh cũng như là bị rối loạn kinh nguyệt rất là nhiều, cho nên sau khi Sanh uống cái sản phẩm này thì thực sự cái cảm giác đó không còn nữa, vô cùng dễ chịu, vô cùng thoải mái luôn. Đây là cái viên uống thảo mộc cô đô, nó được giúp để mà đào thải nội tiết tố của phụ nữ, giúp cho giảm mấy cơn đau bụng kinh hàng tháng, giúp cho chúng ta nó sẽ tránh bị bốc hòa, tránh đau đầu, tránh đau bụng kinh và tránh đau lưng, nói chung là những cái gì liên quan vào nội tiết tố của phụ nữ trong quá trình gọi là chu kỳ kinh nguyệt, thật đó là đầu toàn bộ nó sẽ đẩy lùi. Nếu các bạn có cái viên uống thảo mộc cô đô này, mỗi ngày chúng ta chỉ cần uống 20 viên, sáng và chiều sau khi ăn, thực hiện đầy đủ các cái bước để hướng theo hướng làm theo những hướng dẫn của bên đại lý, cũng như là chuyên viên hướng dẫn cho các bạn, thì các bạn uống cái sản phẩm này chỉ cần vào một hộp thôi, thì cái các cái quá trình gọi là đau đó thì các bạn sẽ được cảm nhận là nó sẽ chấm dứt hoàn toàn, không phải để lại cho các bạn những vấn đề như hồi nãy Sanh đã trao đổi đó. Cho nên cái sản phẩm này thì nó cực kỳ tốt là bởi lý do đó, cho nên Sanh đã chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể biết là về cái sản phẩm này thành phần nó 100% thiên nhiên nha, toàn toàn từ các cái thảo mộc đông y rất là tốt cho sức khỏe và phụ nữ chúng ta. Cho nên các bạn có thể theo dõi cũng như là inbox cho Sanh và cái Facebook là 0908 728 426 đó, được Sanh sẽ tư vấn giải đáp hơn nếu như các bạn quan tâm của sản phẩm này, cũng như là đang gặp vấn đề về gọi là đau bụng kinh hoặc là bị nám và tàn nhang, sẽ trị tận gốc 100% nha. Ngoài ra nếu các bạn nào đã xem được cái đoạn video này thì hãy comment dưới video này, Sanh sẽ tặng cho bạn một cái chọn bộ cái bí kíp để chăm sóc da cũng như ngăn ngừa việc mà đau bụng kinh hàng tháng, để các bạn sẽ có một cái hướng chăm sóc cũng như là cái bí quyết về nám tàn nhang an toàn, chất lượng và nó lại vô cùng hữu hiệu từ thiên nhiên nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, hãy nhớ theo dõi Facebook của Sanh cũng như là comment dưới video này để nhận